Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố có 4 trường hợp người dân từ tỉnh Vĩnh Phúc trở về. Tuy nhiên, cả 4 trường hợp đều không nằm ở địa phương có nguồn lây nhiễm dịch COVID-19. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa đã chỉ đạo và chủ động thực hiện giám sát, hướng dẫn cách ly, phòng bệnh tại nhà đối với các trường hợp này theo quy định của Bộ Y tế. Tại cuộc họp ban chỉ đạo, các đại biểu đã thảo luận đề xuất các ý kiến kiến nghị về công tác phòng chống dịch thời gian tới. Trong đó có việc xây dựng phương án xử lý tình huống phát sinh nhằm đáp ứng khả năng xử lý nếu xảy ra dịch bệnh. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các cấp ngành địa phương đưa công tác phòng chống dịch bệnh trở thành một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hạn chế tổ chức sự kiện có tập trung đông người, tiếp tục rà soát người lao động từ nước ngoài, nhất là Trung Quốc, và người về từ vùng dịch để theo dõi giám sát sức khỏe. Ngành y tế thành phố theo dõi, dự báo diễn biến và thông tin kịp thời chính xác về tình hình dịch bệnh, đồng thời tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai công tác phòng chống dịch, chủ động sẵn sàng các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị để phòng chống dịch bệnh. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, chủ động chỉ đạo các trường học thực hiện công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường trước khi học sinh đi học trở lại. Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch bệnh để nhận thức đúng về dịch bệnh, tránh dịch bệnh phát sinh và lây lan trên địa bàn. Thưa quý vị, để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trong cộng đồng, Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc vừa tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế tuyến xã và nhân viên các ban ngành, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện. Các nội dung tập huấn tại chương trình bao gồm quy định cách ly y tế tại nhà, tại cơ sở lưu trú. Đại diện Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc đã phổ biến cụ thể quy định cách cách ly y tế tại nhà và cơ sở lưu trú của Bộ Y tế, như đối tượng cách ly, hình thức cách ly, thời gian cách ly và một số nội dung phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại cộng đồng, như hướng dẫn khai thác bệnh cảnh, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Lớp tập huấn được Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc tổ chức nhằm trang bị kiến thức phòng chống bệnh COVID-19 cho nhân viên y tế tuyến xã, nhân viên các ban ngành đoàn thể. Từ đó giúp đội ngũ này có khả năng nhận diện được các đối tượng có nguy cơ dịch tễ, từ đó có biện pháp cách ly theo quy định. Thưa quý vị, huyện Xuyên Mộc vốn là địa bàn thuần nông, thế nhưng tiềm năng du lịch lại rất lớn và tiềm năng này đã và đang được đánh thức những năm gần đây. Vì vậy mà du lịch Xuyên Mộc từng bước chuyển dịch mạnh mẽ, ngày càng nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm đến Xuyên Mộc để đầu tư. Chất lượng dịch vụ du lịch thì ngày càng nâng tầm, lượng du khách đổ về ngày càng đông, nhất là khách du lịch tầm trung và cao cấp. Doanh thu từ dịch vụ du lịch năm sau luôn cao hơn năm trước, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương Xuyên Mộc phát triển nhanh và mạnh.